Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bến Thịnh nha. Hôm nay mình làm video clip này thì nó cũng hơi là muộn rồi, bởi vì con này bây giờ dòng đời nó cũng lâu rồi anh em. Nhưng mà thôi thà có hơn không ha, cũng có cái để anh em theo dõi, để anh em biết về những cái chất liệu và cái chủng loại nữa mà anh em đang có nhu cầu thay nắp lưng và kính camera sau cho Samsung Galaxy Note 9 ha. Rồi trước mặt anh em đây là cái kính, cái nắp lưng. Nắp lưng này chất liệu nó cũng là bằng kính luôn. Dĩ nhiên nó là một cái loại kính tổng hợp rồi thôi, chứ không phải là kính như là cái kính kính xe, kính nhà của mình. Nên là nhiều anh em nói sao cầm thấy giống nhựa quá. Nó không phải là nhựa anh em ha, nó vẫn là kính, chất liệu là kính. Đó. Và cái này là cái nắp lưng màu đồng. Đây là cái nắp lưng zin chính hãng. Nắp lưng mà anh em muốn biết một cái nắp lưng chính hãng Samsung nó như thế nào thì đây là cái nắp lưng đó đây. Anh em xem ở trên đây nó có một cái dòng mã gì đây nè anh em ha. Đó. Đó, ở phía sau nó phủ một cái lớp sơn đen như thế này. Đó, phía trước là nó phủ cái lớp sơn theo cái màu của nắp. Ví dụ như là máy màu đồng thì nắp này, rồi màu tím, màu đen gì đó ha. Đó, anh em chúng ta cùng xem kỹ nha. Đó, bên ngoài của nó là có một cái lớp siêu. Những cái lớp siêu nó che chắn như thế này. Cái chữ Samsung này chúng ta nghi nghi nó cũng ánh cái màu đồng. Đó. Vì sao mà Hình nói với anh em đây là cái nắp zin? Bởi vì cái nắp này mình lấy cái nguồn gốc của mình lấy thì mình biết chắc chắn là nắp zin từ trong hãng ra ha. Đó, anh em sẽ xem nha. Nắp zin thì có một cái đặc điểm Hình làm nhiều rồi, Hình được tiếp xúc với nhiều loại nắp. Anh em nhìn những cái góc sơn của nó, những cái góc sơn của nó sẽ phủ kính hết, phủ kính hết tất cả các góc luôn. Những cái nắp linh kiện thì nó thường nó có cái tình trạng đó là những cái cạnh nè, ở những cái vị trí cái cạnh nè, cái sơn nó sẽ không phủ hết. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy nó trong, cái chỗ đó nó trong, sơn nó ra không tới. Còn nắp zin là nó ra đã phủ hết như thế này ha. Và một cái nắp zin như thế này khi chúng ta ốp vào cái sườn máy thì nó rất là khít, nó sẽ cực kỳ khít luôn, nó bo theo sát những cái góc cạnh. Còn nắp lô á, nắp lô mà loại dởm á, đó thì anh em sẽ bốn cái góc cong này nè, anh em ốp vào nó sẽ rất là hở, nhìn nó dài lắm. Đó, dĩ nhiên nắp lô thì cũng có loại tốt, loại dở. Cái loại tốt thì nhìn nó cũng ok, nhưng mà cái màu sắc với lại cái điểm mà Hình nói là cái độ mà phủ sơn á, bao phủ của nước sơn á, anh em xem cái điểm đó anh em sẽ phân biệt được cái nắp zin và lô rất là rõ nha. Rồi kế đến là nói đến cái kính cam. Đây là cái khung kính camera của nó chính, nó sẽ đồng màu với cái nắp lưng thì nó cũng là màu đồng luôn. Cái bộ này bao gồm hai thành phần, đó là cái khung bên ngoài và cái kính bên trong đã được dán sẵn vào cái khung này. Đây là cái khung kính cam cũng zin chính hãng luôn. Đó, nó sẽ ốp vào cái nắp lưng theo như thế này. Trước khi ốp chúng ta phải có phủ một cái lớp keo. Đó, cái vị trí nó sẽ là như thế này. Và chúng ta sẽ dán vào cái khung sườn vỏ máy. Chúng ta cùng xem lại cái kính cam nha. Đó, anh em thấy ha, cái kính cam nó được dán vào cái khung nên nó rất là khít và đẹp, nó không có keo thừa ha. Khi mà chúng ta thay một cái nắp lưng mà sẵn tiện thì chúng ta nên thay luôn cái khung kính cam này, bởi vì nó cũng không bao nhiêu tiền nhưng mà nó sẽ đồng bộ và sẵn là cái máy chúng ta đang mở ra thì chúng ta sẽ thay luôn cái khung này. Bởi vì cái khung kính cam này chỉ thay được khi mà tháo cái nắp lưng, chúng ta không thể mà chọt từ bên ngoài vào được. Chúng ta muốn thay từ bên ngoài vào, chúng ta chỉ thay được riêng cái lớp kính nhỏ này thôi. Đó. Nếu một ngày anh em xài máy mà anh em bị bể vỡ nắp lưng hoặc là kính cam thì anh em lưu ý như thế này. Ngoài cái vấn đề thẩm mỹ, nó còn là một cái rủi ro trong quá trình sử dụng của chúng ta, đặc biệt là khi nó bể kính cam. Nó bể kính cam nếu anh em không sớm thay thế những cái mảnh vụn đó, hoặc là khi mà nó bể nhiều nó lòi cả cái lớp kính bên ngoài ra, cái ống len bên trong luôn. Thì bụi nè, những chất lỏng nè, hoặc là chúng ta bỏ túi nó tì đè vào những cái vật cứng nhọn gì đó, nó sẽ mau chóng làm hư cái camera liền. Khi đó thay vì chúng ta chỉ cần thay cái kính cam thì chúng ta phải thay nguyên một cái cam, chi phí nó mắc hơn gấp nhiều lần ha. Còn cái vị trí của cái nắp lưng này tùy vào cái góc độ bể vỡ, cái mức độ bể. Ví dụ như nó nứt nhẹ thôi, anh em chưa cảm thấy chưa cần thiết thì chúng ta có thể không thay. Đó, chúng ta sử dụng kỹ lưỡng. Nhưng mà ví dụ như mà nó đã bể nhiều, nó có những cái khoảng hở rồi, thì anh em lưu ý điều đó nè, nó sẽ đi kèm với cái rủi ro là nước nó rất dễ vào. Ví dụ như chúng ta trải qua một trận mưa, một cái máy mà nó kín kẽ thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Còn cái máy chúng ta nó bể vỡ nắp lưng, nó hở những bộ phận linh kiện bên trong ra rồi thì nước nó vào bên trong, nó gây ra những cái tác hại khôn lường lắm. Ví dụ như hư màn hình, cháy cổ cáp đó, hay chạm chập mất nguồn, điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
Rồi trên đây là những chia sẻ Thịnh nói về cái việc mà nắp lưng thay nắp lưng và kính camera cho Samsung Note 9 anh em ha. Nếu anh em có thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình. Bất kỳ một loại linh kiện nào của điện thoại Samsung, mình sẽ để thông tin ở bên dưới. Rồi chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye anh em.